Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, trong sáng nay, hàng ngàn người dân Trung Quốc đã căng sức dọn một khối lượng khổng lồ bùn đất và rác thải khi dư chấn động đất kết đôi với mưa bão lũ lụt hoành hành ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Mưa dài ngày đã gây lũ lụt trải dài trên 2.600 km từ Liêu Ninh tới Sơn Đông, Sơn Tây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng dân cư và làm gián đoạn hoạt động giao thông trong vùng. Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi hàng loạt dư chấn của trận động đất vào 2 ngày trước ở tỉnh Hồ Bắc khiến cho thành phố Kình Mâu Thập Yển Sào Thị với gần 500.000 người dân đã ngập trong đống đổ nát do các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, do mưa lớn trút xuống ầm ầm trong vài ngày gần đây khiến vùng đất loang lổ khắp nơi đã làm cản trở công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Các lực lượng cứu hộ cho biết mưa lớn đã khiến các tòa nhà bị hư hại do động đất có nguy cơ đổ sập, chưa kể ảnh hưởng của các dư chấn động đất. Việc sử dụng thiết bị hạng nặng để gạt bỏ đất đá cũng có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Máy xúc và cần cầu đã được triển khai phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng này. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu nạn nhân bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra trong 2 ngày vừa qua, kéo theo 32 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm tại thành phố Meju và khu vực lân cận cũng đã khiến 24 người thiệt mạng, hơn 855 người bị thương, trong đó có hơn 253 người bị thương nặng và có khoảng 25.000 người phải sơ tán. Bên cạnh đó, thì mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao và chảy xiết, gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường xá. Gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Ly Thạch, Sơn Tây, Trung Quốc. Tại đây, khoảng 9.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay, khi khoảng 85 chuyến bay bị hoãn và 15 chuyến khác bị hủy bỏ. Theo sân bay quốc tế Shenzhen, đến 14:30 theo giờ địa phương, tức 13:30 theo giờ Việt Nam, tổng cộng có 13 chuyến bay phải hạ cánh tại các sân bay thay thế ở Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Tây An, Biệt Dương, Nam Sung và Nghi Tân. Trong khi đó, hơn 1,87 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt ở tỉnh Cam Túc, đã khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.500 người phải sơ tán. Mưa lớn cũng gây lở đất tại huyện Chư Song, cho đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong liên quan đến lở đất. Theo giới chức địa phương, nước lũ tại hai con sông Gia Lăng và Dương Tử đã vượt mức cảnh báo ở mức lần lượt là 5,92m và 3,78m. Mưa lớn ở vùng thượng nguồn các con sông Gia Lăng, Dương Tử, Giang Phố đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 6 năm qua. Bộ kiểm soát khẩn cấp đã cung cấp các đồ cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ ở Tứ Xuyên và Cam Túc từ sáng nay, bao gồm 8.000 lều, 8.000 giường gấp và 50.000 áo khoác cùng chăn bông. Bộ này cùng các đội cứu hộ đến khu vực lũ và thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên và Định Tây, Cam Túc để phối hợp với các nỗ lực giải cứu người dân gặp nạn. Mưa lớn cũng gây thiệt hại mùa màng và thủy sản cũng như các nhà kính trồng rau và trại gia súc tại tỉnh Tứ Xuyên. Thưa quý vị, những ngày vừa qua mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi hàng trăm loại cá biển sâu được cho là mang điểm báo về thảm họa thiên nhiên bỗng trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, khiến nhiều người lo ngại bởi loài cá này được xem là nhà tiên tri có thể dự báo thảm họa thiên nhiên khủng khiếp. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin. Theo đó, vào buổi sáng ngày hôm qua, ngư dân ở thị trấn Lục Trấn, tỉnh Giang Tô hoang mang khi chứng kiến hàng trăm cá rồng biển với đủ kích thước khác nhau. Con cá rồng biển này dài nhất được ghi nhận 25m, phủ trắng cả bờ trông rất kinh dị. Chúng là giống cá có thân dài nhưng trắng, phần thân ngang khá mỏng cùng vây lưng chạy dọc theo toàn bộ chiều dài thân. Hầu như tất cả những số cá này đều chết, một vài con thì trong tình trạng thoi thóp thở. Sự việc lạ lùng này cũng nhanh chóng thu hút các chuyên gia đến nghiên cứu. Theo văn hóa truyền thống của người Trung Quốc cổ đại, cá rồng dài là loài sinh vật có thể dự báo thảm họa động đất, sóng thần vì chỉ sống ở vùng biển sâu.
Một khi người ta phát hiện cá rồng biển ở các vùng nước nông, có nghĩa là có điều bất thường sắp xảy ra. Vì trong lịch sử, sau sự xuất hiện của loài cá rồng biển, thì sau đó một tuần xảy ra một thảm họa động đất ở Thường Sơn, Tứ Xuyên, cướp đi hơn 87.000 sinh mạng. Hay sự xuất hiện của cá rồng biển năm 2011 ở Nhật củng cố thêm về truyền thuyết này. Cụ thể, năm 2011, trước trận động đất sóng thần kinh hoàng ở Nhật, người ta cũng nhìn thấy cá rồng biển. Thảm họa động đất sóng thần sau đó gây rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm hơn 20.000 người chết. Ngay cả tên tiếng Nhật của thông điệp từ cung điện của vua rồng cũng mang ẩn ý về sự liên quan của loài cá này với thiên tai trong quá khứ. Trước sự lo lắng của người dân vì những điềm báo ở Trung Quốc trong những năm gần đây không thể xem thường, ngay cả những người vô thần cũng phải tâm phục khẩu phục. Và nhất là thời gian gần đây ở Trung Quốc ghi nhận hàng trăm những thảm họa liên quan đến địa chấn. Giáo sư Lin Chun, một nhà địa chất học tại trường đại học Bắc Kinh, cũng cho rằng sự lo lắng của cư dân mạng là không cần thiết. Tôi không phải là chuyên gia về cá, nhưng không có tài liệu khoa học nào chứng minh được mối liên kết giữa hành vi của động vật với hoạt động của địa chấn. Không có lý do gì để lo lắng và cũng không thấy báo cáo cập nhật nào về sự gia tăng của hoạt động địa chấn trong những tuần gần đây. Còn về sự việc những con cá giạt bờ và chết thì vẫn chưa được giải thích. Trong một diễn biến khác, vào đêm ngày hôm qua, bầu trời thành phố Thượng Hải xuất hiện sấm chớp dữ dội. Người dân không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cảnh tượng ngoài trời còn đáng sợ hơn cả trên video. Khi trời đang mưa thì xuất hiện vài tia sét là chuyện bình thường, nhưng điều đó xuất hiện dày đặc với nhiều hình dạng, màu sắc các loại mang điểm báo không lành. Năm nay ở Trung Quốc, tiết kinh chập lại đến thất thường hơn. Khi mà nó xuất hiện sẽ lại mang hình thù dị dạng, lúc màu xanh trải dài, lúc màu cam với âm thanh long trời lở đất. Chính Nguyệt đã lôi trong văn hóa phương Đông mang điểm báo không lành, đó là những điểm cờ gì? Tháng 6 đánh sét xương người chất đống. Tháng 6 đánh sét dự báo năm nay xuất hiện ôn dịch hoành hành. Số người nhiễm trên quy mô lớn, thậm chí nhiều tử vong vì dịch bệnh. Có thể thấy thời gian gần đây đã có quá nhiều người chết vì dịch bệnh COVID-19. Thảm họa thiên tai không ngừng xảy ra. Trung Quốc hiện tại đang đối mặt với dịch bệnh viêm phổi, lại thêm norovirus gây bệnh viêm dạ dày ruột. Dịch cúm gia cầm, dịch hạch cũng chưa có dấu hiệu dứt hẳn. Và 400 tỷ con châu chấu đang băng qua Biển Đỏ, tiến vào châu Á, nhắm thẳng Trung Quốc mà lao tới. Có thể nói năm nay là một năm tai họa và nhiều biến động đối với Trung Quốc. Trong khi đó, một đoạn video 252.000 tia chớp chỉ trong 12 giờ, oán khí quá nhiều. Trời thương khóc từ 8 giờ tối ngày hôm kia thì việc tỉnh giữa Hồ Bắc và Hồ Nam và Thượng Hải ở miền Trung Trung Quốc có sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn, số lần chớp giật lên tới 252.000 lần. Nhiều người dân đã thức tỉnh. Theo tin tức trên Weibo chính thức của thời tiết Hồ Bắc, tỉnh này đã xuất hiện 44.227 tia chớp trong 12 giờ giữa đám mây, 11.235 lần và sét đánh từ mây xuống đất là 32.969 lần. Ở phía Nam và phía Đông tỉnh Hồ Bắc xuất hiện mưa vừa đến mưa to, mưa lớn cục bộ hoặc mưa xối xả. Trong khi đó, Vũ Hán đã đưa 8 cảnh báo thời tiết trong vòng 3 giờ. Nội thành nhiệt độ cao 35 độ đột ngột đổi sang mưa to, gió lớn. Một số người dân Vũ Hán biểu thị cảnh tượng tối hôm qua rất khủng khiếp, cửa sổ không ngần rung lắc và trận mưa lớn đáng sợ nhất kể từ nhỏ. Một số người nói rằng tiếng sấm đêm qua không phải là ầm ầm mà là tiếng động mạnh răng rắc, ánh sáng của tia sét xuyên qua thềm cửa rất chói mắt. Những người khác nói mí mắt dường như chỉ để trang trí, không đeo bịt mắt, không ngủ được. Tia chớp như mỗi đợt càng sáng hơn. Theo video, phía điểm mái nhà cùng hơn mười mấy hộ dân Trang Nguyên, Sùng Dương, Hàm Ninh, Hồ Bắc đều bị lật tung, đồ đạc và các thiết bị điện trong nhà đều bị dập nát. Diện tích hoa màu và hàng trăm nhà kính trái cây đều bị gió thổi ngã. Có cư dân mạng nói rằng mái nhà ở Ngạc Châu cũng bị thổi tung. Trong khi đó, từ 4 giờ chiều ngày hôm kia đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, tỉnh Hồ Nam cũng trải qua 32.451 tia chớp. Nhiều khu vực như Trường Sa, Thượng Đất, Lâu Đề, Ích Dương, Trương Gia Giới cũng xuất hiện mưa lớn và mưa đá. Ngoài ra, có video cho thấy những tia sét to phát nổ trên bầu trời đêm Trường Sa như muốn xé toạc một cái cây, một cư dân mạng nói. Ấm ở Trường Sa tối qua cũng rất đáng sợ, cảm giác như muốn nổ tòa nhà ra. Ông trời đang khóc cho những người dân Trung Quốc đã qua đời trong những đợt dịch bệnh lần này. Người người oán trách, người làm việc gì đều có trời cao, trứng giám, khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.